Chào các bạn, mình là Tuấn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái web thi tiếng Anh rất là hay, chính là web IOE. Đây, mình đã làm tới vòng 22. Còn cái này là cho tới vòng 25. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Khi vô một cái bài này thì sẽ tương tự trong mỗi bài thì sẽ có mỗi câu trả lời khác nhau. Các bạn phải chọn câu trả lời đúng để mình nhận điểm. Trên 5 điểm, khi nào mình trên 5 điểm là mình sẽ qua vòng tiếp theo. Bây giờ mình sẽ làm tiếp. Các bạn chờ mình làm xong này, mình sẽ giới thiệu tiếp. Mình sai một câu. Câu này là các bạn chọn ra một từ không cùng loại nha. Có trong công việc các tình này ra Marketing là cây. Búp bê hả bà? Trees là cây không hả? Mình sai tiếp rồi các bạn. Mình cũng sao tiếp nữa. Đây là câu cuối cùng nha các bạn. Mỗi câu thường có 10 bài. Số điểm các bạn đã làm xong đây. Được tới là mấy? Đây, các bạn khi nào trên 50 điểm mới được qua vòng nha. Khi nào trên 50 điểm mới được cái chữ bài thi hoàn thành nha các bạn. Tiếp giới thiệu tiếp không? Chào kênh của mình đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh của mình. Và mình sẽ kết thúc video tại đây.